Thực ra tôi nghĩ là con Outlast 1 thì nó không thể sợ bằng Outlast 2 được, nó cũng bình thường thôi. Nãy giờ có thấy có cái đéo ở đâu. Ngày xưa rồi tôi mới chơi con này chẳng qua là lúc đấy mình cũng lần đầu tiên chơi game kinh dị ý. Thành ra cảm thấy nó cũng sợ chứ còn bây giờ thật với nghe là bây giờ mình tôi chơi qua bao nhiêu game kinh dị rồi thì con này nó cũng tầm thường thôi, có cái gì đâu. Thật với anh em chẳng có cái đéo gì. Mẹ cái gì đấy mẹ. Mà mình gái bỏ đây. Các chị em nhìn nhá, đừng bao giờ đối xử với những người đàn ông coi như là chân yếu tay mềm và coi như là đa sầu đa cảm như chúng tôi. Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng anh, chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi. Đéo gì đây? What the fuck? Cái đéo thế này? What the fuck is this shit? Sao không thấy thằng nào nhỉ? Còn có 13 thằng còn sống thôi. Con này hiện tại thì mỗi trận I'm on Gucci. I'm so pretty. À, đứng dậy đi cưng. Đứng dậy nhanh lên cưng ơi. Bo vào rồi kìa cưng. Từng to bánh tưng 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 to bánh tưng 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 tưng. Ông đại buông tao ra, đấm trượt rồi. Ui để cô ấy yên, mày phải làm theo gì mà tao nói. Ui dồi ôi, súng đây rồi. Oh my God.